Xin được chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Xịn Bình Chánh. Thì hôm nay Hương sẽ gửi đến cho quý cô chú anh chị mình hai căn nhà siêu phẩm cô chú anh chị nha. Xây theo một cái kiểu villa vô cùng là sang trọng và quý phái luôn. Và nhà mình thì nằm gần chợ Hưng Long. Cách chợ Hưng Long của mình thì đâu đó tầm khoảng 2 phút mình đi xe máy thôi, rất là gần. Và đường trước nhà của mình là đường nhựa rộng tới tận là 6 mét. Xe hơ, xe tải có thể di chuyển thoải mái cô chú anh chị nha. Đường thông hai hướng luôn. Và khu vực này dân cư ở cũng rất là đông đúc và sầm khuất rồi cô chú anh chị. Về đây Hưng thấy cái vị trí mặt tiền đường này, mình về cũng có thể là buôn bán, mở văn phòng, spa ha cô chú anh chị, tùy theo nhu cầu của mỗi gia đình mình thôi. Và diện tích của ngôi nhà mình thì ngang 4 mét và dài vào tới tận là 30 mét, lận một trệt một lầu cho mình tới tận là 3 phòng ngủ và một phòng thờ, tới tận 3 nhà vệ sinh luôn cô chú anh chị. Có sân trước sân sau rộng rãi thoáng mát. Bên trong ngôi nhà tặng toàn bộ full nội thất cơ bản cho quý cô chú và anh chị rồi. Và giá thì Hương sẽ báo trực tiếp và rõ ràng công khai luôn, chỉ có là 3 tỷ 50 triệu thôi, còn thương lượng mạnh mẽ trực tiếp chính chủ cô chú anh chị nha. Vì ngôi nhà này đã hoàn công 100% cho cô chú và anh chị rồi, pháp lý thì minh bạch rõ ràng, có thể đi công chứng trong ngày. Và trước tiên bước vào bên trong ngôi nhà thì bên đơn vị Hương làm cho mình hai cái trụ cột rất là to và thêm cho mình là một ụ cửa sắt sơn tĩnh điện và khắc BNC màu trắng, nhìn rất là sang. Thì hiện tại là vừa hoàn thiện xong hai căn thì có hai sự lựa chọn cho quý cô chú và anh chị. Mẫu mã thì nó sẽ là khác nhau hết cô chú anh chị ha, không căn nào giống căn nào cả. Và nếu như mình xem cái video này mình thấy cái mẫu nhà nó có duyên với mình thì hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp với Hương để mình có thể về đây sở hữu thực tế và mình chọn ra cái căn vừa ý nhất để mình về sở hữu cô chú anh chị nha. Sân thì rộng lắm, mình có thể đậu được chiếc xe 7 chỗ 16 chỗ vào bên trong sân. Thì không gian tường gạch đây thì bên đơn vị Hương cũng đã ốp lát rồi, rất là sạch sẽ luôn. Về thì cứ việc quý cô chú anh chị che một cái mái hiên đưa ra thôi để che nắng che mưa cho không gian sân của mình cô chú anh chị nha. Và tiến vào đây nữa thì sẽ cho mình là một cái không gian phòng khách, tặng cho mình là một cái lớp cửa nhôm Simfa và kính cường lực rất là dày dặn cô chú anh chị. Ở trong nè mình mạ mấy cái thanh sắt này màu vàng nè, nhìn cũng rất là xì tin đó cô chú anh chị ha. Và vào đây, wow, bước vào một ngôi nhà vô cùng là tuyệt vời cô chú anh chị ơi. Bên tường, mỗi tường đều đã ốp BC hết cho quý cô chú anh chị rồi. Ở đây thì mình làm một cái màu cẩm thạch. Và phía bên đây những cách gì mình đi những các giả gỗ, nhìn rất là sang cô chú anh chị. Không gian này là để mình để tivi đây nè, có tủ sẵn đầy đủ hết. Trên đây thì mình có thể trang trí những các vật phẩm mà mình đi du lịch về, mình có thể để vào đó cô chú anh chị nha, những món quà lưu niệm. Và đối diện lên trên của mình sẽ cho mình đó là một đèn pha lê ở trên những các đường chỉ mình đã mạ vàng rồi, nhìn rất là đẹp và bắt mắt luôn cô chú anh chị. Có tủ sẵn gia đình mình ha. Và tiến thẳng ra đây là một cái không gian nhà bếp rộng vô cùng luôn cô chú anh chị, đúng là tiền nào của đó luôn. Chỉ có là 3 tỷ 50 triệu thôi mà quý cô chú anh chị đã sở hữu được một ngôi nhà mặt tiền đường rộng lên tới tận 6 mét, đường thông hai hướng, xe hơ xe tải có thể di chuyển thoải mái luôn. Và được có cái là nằm sau lưng của chợ Hưng Long luôn cô chú anh chị, một cái mức giá vô cùng là tuyệt vời rồi. Hãy nhanh tay liên hệ cho Hương nha. Và đặc biệt thì cô chú anh chị đã xem đến đây rồi là nhớ đăng ký kênh chị Hương để mình tiện theo dõi nhiều mẫu nhà giá rẻ mỗi ngày trên kênh Nhà Xịn Bình Chánh. Một lượt đăng ký kênh, một lượt like, một lượt share của cô chú anh chị đã là động lực để cho Hương phát triển kênh của mình được trọn vẹn hơn và đi săn nhiều mẫu nhà để phục vụ và gửi đến cho gia đình mình nha. Ở đây sẽ cho mình là một không gian bếp rộng rãi thoáng mát, có tủ bếp trên, tủ bếp dưới, mặt đá hoa cương dày dặn, bồn inox 304. Ở phía đây thì bên đơn vị Hương cũng trang trí cho mình một bức tranh cây tiền, nhìn cũng rất là đẹp và bắt mắt, luôn mang đến tài lộc cho gia chủ của chú anh chị nha. Ở đây thì mình nhấn nhá giữa chân đế cái màu cũng dễ thương. Có một cái phòng ở phía bên dưới nữa, gia đình mình có ông bà lớn tuổi, con em nhỏ, mình bất tiện bước lên thang, mình có thể về sử dụng cái mẫu nhà này và ở dưới cái phòng này của chú anh chị. Và hệ thống đèn vẫn lắp đặt đầy đủ và full gia đình mình luôn. Hương thích nhất là cái diện tích của nó vô cùng là rộng luôn, ngang nó tới tận là 4 và dài tới tận là 30. Và nhà của mình thì đã hoàn công rồi và vô những các nội thất cơ bản và trang trí, nhìn nó rất là bắt mắt luôn cô chú anh chị nha. Mình ra đây thì sẽ là một cái không gian nhà vệ sinh.
Ở đây cái vị trí này Hương cũng ưng ý lắm nè, chủ thiết kế rất là đẹp. Ở đây mình làm cái một cái không gian rửa mặt ở đây, thì các chị em phụ nữ mình có thể là mình để những các vật phẩm đây như sữa rửa mặt, kem son phấn ở khu vực này rất là tiện nha. Và thẳng ở đây sẽ là không gian nhà vệ sinh thì vẫn đầy đủ hết rồi, không thiếu gì hết. Rồi xen ba chế độ bồn cầu nguyên khói đầy đủ hết, cửa rồi rất là chắc chắn. Có một cái sân sau ở đây thì mình có thể làm không gian phô đồ. Đây là một ngôi nhà mới hoàn toàn 100% vừa hoàn thiện xong cô chú anh chị nha, đã có sổ hồng và đã hoàn công pháp lý minh bạch rõ ràng cho quý cô chú và anh chị rồi. Chỉ cứ việc về ưng ý và trả giá được lụm liền sách vali vào ở thôi, không cần phải sửa sang gì nữa cả. Hương bảo đảm với gia đình mình là 90% mình về đây mình sẽ ưng ý cái mẫu nhà này liền. Anh chủ nhà này thiết kế ngôi nhà nhìn rất là đẹp, và cái mẫu mã ở phía ngoài á, cái mẫu mã cũng sang nữa. Cái villa bây giờ máy hộp á bây giờ rất là thịnh, rất là nhiều người người ta thiết kế như vậy luôn á cô chú anh chị. Và bên đây thì còn hai căn luôn, có hai sự lựa chọn và cái mẫu của nó thiết kế sẽ khác nhau. Nếu như mà quý gia đình mình xem được cái mẫu nhà này và thấy nó hữu duyên với mình, đẹp vừa mắt với mình, vừa túi tiền, thì hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp cho Hương để Hương có thể hướng dẫn đường cho cô gia đình mình về bên trong ngôi nhà nha. Nhà mình thì nó cách chợ Hưng Long rất là gần, chỉ có đâu đó khoảng là một cây số thôi. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng, chợ búa bệnh viện đồ á sát bên luôn cô chú anh chị, không xa đâu nha. Và đây sẽ cho mình là không gian mình bước lên trên. Ở trên sẽ cho mình là tới tận 2 phòng ngủ và một không gian thờ. Có một cái sân trước vô cùng thoáng và mát mẻ. Giờ thì cô chú anh chị di chuyển cùng Hương Ú ạ. Quý cô chú anh chị thân mến, thì đây là một ngôi nhà cho mình là một cái hướng đông bắc, một cái hướng vô cùng là tốt luôn. Sáng thì sẽ có một cái nắng vịu nhẹ và chiều rất là mát rượi luôn cô chú anh chị nha. Giờ thì di chuyển cùng Hương Ú, mình tiến thẳng ra phía sau để mình coi không gian phòng ở cuối dãy nhà một chú anh chị ha. Wow, phòng vô cùng là đẹp. Hơn hai cái vị trí, cái ngôi nhà này mình thích hợp gia đình mình có thành viên từ khoảng là 4 đến 6 đến 8 người về sinh sống cô chú anh chị. Rộng rãi vì diện tích của nó ngang tới 4 mét và tới tận 30 mét lận mà, một cái vô cùng là đẹp luôn. Và đó chuyện kế tiếp sẽ có một cái nhà vệ sinh nằm ở phía bên trong nữa, có cửa sổ thoáng mát cho đình mình ha. Giờ di chuyển cùng Hương, mình khám phá từ từ mẫu nhà. Và có một cái nhà vệ sinh nằm ở phía bên ngoài nữa, cho hai phòng khác mình sinh hoạt, khách khứa mình có thể sinh hoạt ở khu vực này cũng rất là tiện. Và thẳng nữa thì sẽ cho mình thêm một cái phòng thứ hai ở trên lầu của chú anh chị. Phòng này thì y chang cái phòng kia thôi. Đó, chỉ có một cái là không có nhà vệ sinh nằm ở phía trên phòng, có cửa sổ cho mình rất là mát mẻ. Giá này là giá còn thương lượng trực tiếp với chủ cô chú anh chị ha. Nếu như mình thấy cái mẫu nhà này ưng ý với mình muốn tìm một ngôi nhà ở mặt tiền kinh doanh, mẫu mã thiết kế đẹp sang trọng và đã hoàn công, thì đừng có bỏ qua cái video này, hãy liên hệ cho Hương nha. Và nhớ là đăng ký kênh cho Hương, vì bên kênh nhà sĩ Bình Chánh của Hương thì ngày nào cũng sẽ ra một cái mẫu nhà mới hoàn toàn để gửi đến cho quý cô chú anh chị, từ vài trăm cho đến vài tỷ để phục vụ gia đình mình ha. Phòng này gia đình mình có thể là phòng thờ hoặc là phòng ngủ. Và mình tiến thẳng ở đây sẽ là một cái lan can rộng rãi thoáng mát. Ở đây thì nhìn trước nhà thì dân cư ở cũng rất là đông rồi. Nhà mình thì nằm trên mặt tiền đường nhựa mà, rộng rãi, xe hơi, xe tải di chuyển thoải mái. Hiện tại thì đã có hai căn hoàn thiện, hãy nhanh tay liên hệ cho Hương nha. Giờ thì Hương Ú mời cô chú anh chị di chuyển về ở phía nhà dưới. Hương sẽ xin phép được báo lại một lần nữa về thông tin ngôi nhà nha. Với một căn nhà hết nước chấm rồi của chú anh chị ơi, đã hoàn công đúc thật 100%, ngang 4 mét, dài vào tới tận 30 mét, một trệt một lầu cho mình tới tận 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Bên trong ngôi nhà tặng toàn bộ full nội thất cho quý cô chú và anh chị rồi, còn gì nữa mà không liên hệ trực tiếp cho Hương. Giá thì chỉ có là 3 tỷ 50 triệu thôi, còn thương lượng mạnh mẽ trực tiếp ngay chủ nhà luôn cô chú anh chị. Và đây là mẫu nhà mới hoàn toàn 100% cho gia đình mình, nằm trên là mặt tiền đường nhựa rộng tới tận 6 mét, xe hơi xe tải có thể di chuyển thoải mái, đường thông hai hướng, nằm ngoài sau lưng của chợ Hưng Long luôn cô chú anh chị. Cô chú anh chị ơi, muốn biết thông tin rõ ràng và chính xác hơn nữa, hãy kết bạn Zalo hoặc liên hệ trực tiếp cho Hương để Hương có thể gửi sổ sách qua cho cô chú anh chị mình trước khi dự định về đây. Giờ thì Hương Ú xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo nha.